cần, ông cút đi. Lợi, Lợi ơi, Lợi, tỉnh lại đi, Lợi. Sao bảo là anh đừng đi theo em? Thế ai đi theo ai? Ngứa cả mắt. Đưa mà. Chốc bà nấu cháo mới ăn hết thôi nhá. Không thì đừng có trách. Xin lỗi còn gì. À, được chưa? Yêu công an hay là yêu bộ đội là phải nhẫn nhịn nhiều lắm đấy. Em có muốn nghĩ lại không? Có. Hả? Em sẽ nghĩ xem mình cần phải làm gì để mỗi lần gặp nhau anh không cần phải cảm thấy áp lực với công việc nữa. Cô gái nào cũng mong được người yêu quan tâm và dành nhiều thời gian cho mình. Nhưng với em chỉ cần một tin nhắn hay là một cái nắm tay thôi cũng đủ để em cảm nhận rằng anh luôn hướng về phía em. Người ta bảo nếu phụ nữ biết cảm thông và chia sẻ thì người đàn ông của họ sẽ thành công hơn trong sự nghiệp. Mà em hay thật đấy. Cứ như con gà mái bảo vệ đàn con ấy. Anh nói thật đấy. Nhà không có bàn tay phụ nữ, nó trống vắng lắm. Hay là mấy hôm nữa em dọn về cửa nhà anh mà bán, tiện thể trông nom nhà cửa giúp anh. Sao lại trông nhà? Yên tâm, anh trả tiền công đàng hoàng. Không, ý em không phải là công cán gì cả. Thế nhưng mà sao tự nhiên anh lại bảo em về trông nhà cho anh là sao ạ? Mấy hôm nữa anh đi miền Nam ăn cưới con trai người bạn thân. Mà thằng Danh nhà anh thì em biết rồi đấy, không trông mong gì vào nó được đâu. Anh đi miền Nam ạ? Anh đi lâu không ạ? Nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng. Mà cái đấy cũng còn tùy xem có ai mong mình về không đã. Nhà thì em trông được, thế nhưng mà hàng họ thì em không biết bán như nào đâu ạ. Em yên tâm, hàng của anh có khi cả tháng chả ma nào nó hỏi đâu. Mà nếu có thì cứ điện thoại cho anh, anh chỉ giá cho. Vâng, vậy ban ngày em sẽ sang bên đó trông nhà cho anh. May quá, có em chăm sóc nhà cửa, lúc về chắc không đến nỗi tanh bành đâu nhỉ. Anh đi ngủ trước đi, em chở tí việc xong lên luôn nhá. Alo, đọc đêm ghi đây. Ai đấy? Anh Nghĩa. Ơ, muộn rồi không để người khác ngủ à? Loại vô ý thức. Anh làm gì vậy? Nên đi ngủ. Em vừa phải thôi nhá. Cứ thấy tay nhường người được đà. Này, nhà phải có nóc nhá. Làm sao? Làm sao? Chả sao ạ? Thôi lên đi ngủ. Bếch ngủ.
Nào, lằng nhằng. À, lằng nhằng. Nào, bẩn xuống. Sai. Dầu này xịn lắm nhỉ. Bôi đến đâu thích đến đấy. À. Tôi đã dặn anh cẩn thận rồi. Thì tôi vẫn non và xanh mà. Xong rồi đấy. Còn chỗ nào không? Tôi bôi nốt cho. Cô bị tát ở đâu? Bên này à? Hay bên này? Bác bán hàng ơi! Bác bán hàng đây! Anh cần tìm gì ạ? Nhìn à? Anh tìm bác bán quạt. Vâng, em là bác bán quạt đây. Anh muốn mua loại gì? Anh muốn mua loại nào tốt tốt một tí, không cần đắt đâu, nhưng cũng đừng rẻ quá. Thế chốt lại là anh muốn mua loại bao nhiêu tiền? Thì tùy em thôi. Đây, theo kinh nghiệm của em, anh nên dùng loại này. Dùng rất là tốt mà giá phải chăng. Cái này có thể lên xuống cao thấp được này. Gió mạnh, rất là êm. Anh có mua quạt thật không đấy? Anh mua thật. Em bảo loại này tốt đúng không? Vâng. Anh mua luôn. Để em thử cho anh. Thôi, em đi nấu cơm đấy. Từ đã. Yêu trước. Cái chi? Yêu trước. Thôi. Cần tỉnh tôi đã về đâu. Nấu cơm. Cần nước để sau, thích thì mua ở ngoài mang về. Nấu thì lấy chi mà ăn. Thôi. Tối. Em phải nói tối mà. Dạ thưa, hai cháu nó đã yêu đương, tìm hiểu nhau một thời gian và thấy tâm đầu ý hợp. Hôm nay họ nhà cha chúng tôi sang đây xin với họ nhà gái cho hai cháu nó lên duyên vợ. Con ơi! Viên! Viên ơi! Đừng làm em sợ. Anh không sao. Nghỉ một tí là hết. Viên! Anh... yêu... Viên! Viên ơi! Con ơi! Viên ơi! Viên! Anh!